Xin kính chào quý vị anh chị. Hôm qua thì em có ở trong Gia Lai thì sau cái hành trình quãng độ khoảng hơn 24 giờ đồng hồ thì em đã vận chuyển chiếc xe này về rồi. Và nhân tiện chiếc xe này cập bến cửa hàng thì em xin giới thiệu toàn bộ tất cả những cái mẫu xe đến từ những cái thương hiệu như Toyota hay Lexus. Và chiếc xe đầu tiên đi, vẫn là cái chiếc xe hôm trước em giới thiệu với anh chị, Lexus Lancruiser LC200, sản xuất năm 2020, màu trắng nội thất kem, lăn bánh hiện tại là 9,7 vạn km anh chị nhá. Thay vì 9,6 như hôm trước thì hành trình từ Gia Lai về đã là 9,7 vạn km rồi. Đó, và chiếc xe này em đang chào bán mức giá là trên 3 tỷ đồng nhá, trên 3 tỷ đồng một chút thôi. Đó, anh chị quan tâm đến cái mẫu xe này, nó đem lại cái trải nghiệm lái thực sự là thú vị. Với hành trình 1.200 km mà về em vẫn có đủ sức khỏe để gửi tới tất cả quý vị anh chị những cái video chất lượng nhất. Thực sự đây là một chiếc xe xứng đáng để mua anh chị nhá. Và một trong số những cái chiếc xe tiếp theo đó là chiếc Lexus LX570. Chiếc xe này của em là sản xuất năm 2015 và model 2016 anh chị nhá. Với cái tầm tài chính hiện tại rất hợp lý, chỉ khoảng là ngoài 4 tỷ một chút thôi, anh chị đã thể sở hữu cho mình cái mẫu xe full size 7 chỗ hạng sang đến từ thương hiệu Lexus rồi. Một cái mẫu xe cực kỳ là khỏe khoắn và đã được nâng cấp lên hệ thống màn hình với cả rất nhiều cái hình thức rất là đẹp nhá. Đó, thực sự là rất là ấn tượng. Và đây, đây là một chiếc xe phiên bản L. Chiếc xe này là Lexus RX350 phiên bản L, sản xuất năm 2021. Lăn bánh hiện tại là 4 vạn km anh chị nhá, với mức giá là trên 3 tỷ đồng. Đó, một chiếc xe màu vàng cát thực sự rất là mới. Và tiếp tục một chiếc xe màu vàng cát tiếp theo. Chiếc xe này của em cũng giá chỉ nhô 3 tỷ đồng một chút thôi. Đó là chiếc Lexus RX300, sản xuất năm 2022 và lăn bánh hiện tại là 2 vạn km, bảo dưỡng full lịch sử hãng anh chị nhá. Đó, anh chị có thể ngắm qua nội thất của chiếc xe này này, cực kỳ mới luôn. Đó, tổng thể nội thất của chiếc xe này chạy 2 vạn km, cực kỳ mới luôn. Nó sẽ trang bị rất rất nhiều những cái option nè, anh chị có thể thấy này. Đó, nội thất của một chiếc xe chạy 2 vạn km. Và em sẽ giới thiệu với anh chị một chiếc xe chạy 7.000 km, đây. Đó là chiếc Lexus RX350, sản xuất năm 2021. Đó, anh chị nhìn này, chiếc xe này chạy 7.000 km nhá. Nó không khác gì một chiếc xe mới cả. Đó, tổng thể từ ngoại thất này đến nội thất này. Và mức giá chiếc xe này thì hiện tại đang rất cao, hơn 3 tỷ đồng anh chị nhá. Nó không hề rẻ đâu, với một chiếc xe chạy 7.000 km không khác gì một chiếc xe mới, không hề rẻ đâu. Mời anh chị có thể ngó qua một vòng nội thất của chiếc xe 7.000 km sẽ mới như thế nào. Thực sự nếu mà nói chiếc xe này là ngang một chiếc xe mới thì cũng không quá lời đâu. Đó, anh chị thấy này, từ mặt ghế ra, táp lô, táp ly, độ mới 99,99% anh chị nhá. Phiên bản này thì rất nhiều option này, loa Marley Vision này, màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp camera 360 này, cửa sổ trời này, rất rất nhiều tính năng, có cả Lexus Safety Sense nhá, những cái gói công nghệ mà cao cấp nhất đến từ Lexus rồi. Và một chiếc xe tiếp theo, xin mời anh chị, một cái chiếc Lexus RX với cái tầm tài chính rất hợp lý, đó là chiếc Lexus RX300, sản xuất năm 2019, đây anh chị nhá. Cái form 19 cũ sẽ như này. Đó, nó sẽ cách điệu hơn một chút. Và để sở hữu chiếc xe này, giá tiền hiện tại cực kỳ hợp lý, chỉ khoảng hơn 2 tỷ đồng thôi. Anh chị đã có thể sở hữu rồi, và cụ thể là khoảng 2,4 tỷ đồng, hơn 2,4 tỷ đồng một chút, anh chị đã có thể sở hữu chiếc xe này. Chạy có 3 vạn km thôi anh chị nhá, full lịch sử hãng. Đó, và một chiếc sedan cuối cùng, đó là chiếc Lexus ES250. Chiếc xe này của em sản xuất năm 2022 và lăn bánh hiện tại là 3 vạn km, bảo dưỡng full lịch sử hãng anh chị nhá. Một chiếc xe thực sự là nó đem lại cái trải nghiệm rất là thú vị. Với một chiếc sedan tuy cùng phân khúc với những chiếc E-Class hay là BMW 5 Series, nhưng cái trải nghiệm đem lại khác hẳn, vì nó êm ái hơn và nó nhẹ nhàng hơn anh chị nhá. Với tầm tài chính khoảng hơn 2,3 tỷ đồng, anh chị có thể sở hữu cho mình cái mẫu xe này rồi. Em đang còn về rất rất nhiều những cái mẫu Lexus và những cái mẫu xe Toyota dạng nhiều Lancruiser nữa. Anh chị quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với em để lái thử và trải nghiệm tất cả những mẫu xe kể trên. Bên em thì sẽ có bảo hành 1 năm với tất cả những mẫu xe mình bán ra, với những tiêu chí là đâm va, ngập nước, thủy kích và km bên bạn anh chị nhé. Và một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.